Con thấy đẹp không? Như một cánh đồng. Thảm cỏ xanh luôn đó chứ. Này. Rất là đẹp. Đây là hàng mít này. Mít em trồng xong rồi này. Bên đây thì em cái phơi mì. Thì ngoài kia thì có mấy cái hai cái hàng gà muống. Có bông súng nữa. Có cái bông súng, bông súng đồng nha bà con. Bông súng cơm đồng. Nó bị ba cái bè này, nó bè cám này nó che luôn rồi, bít luôn rồi. Chào bà con nha. Thì hôm nay em xin tiếp tục với cái mô hình nấu cua này bà con. Thì hôm nay cũng có nhiều bà con cũng gọi điện hỏi cũng như comment dưới video á, hoặc là cái ruộng mà hôm trước quay ấy, để cải tạo nuôi ốc á, thì nó bèo nó phát triển như thế nào rồi. Hôm nay cũng là một tuần nha bà con, một tuần kể từ cái tập trước á, thì như bà con thấy đó, bè nó đã phát triển kín hết rồi, xanh như một cánh đồng, nó thấy đẹp không? Là một cánh đồng luôn. Hôm trước thì chỗ này đây, bà con thấy em sẽ đưa đây, thì bên phải là cái tuần trước nha bà con, còn bên trái là hiện tại đó. Đây bà con thấy được cái tốc độ phát triển của bèo kinh khủng không? Chỉ trong một tuần thôi mà nó kín hết cả cái mặt của mình. Trước thì nó chỉ chưa được phân nửa mà, trong này thôi bây giờ nó đã ra tới ngoài kia rồi. Đấy, bèo này đã phát triển kinh lắm. Phát triển cái này mới để cho con ốc nó ăn kịp chứ. Con ốc thì nó sẽ ăn trong một ngày, nó sẽ ăn gấp 3 lần cái trọng lượng của nó. Và cho nó ăn dữ lắm. Thì bèo phát triển như thế này thì sẽ nói chung là ăn cũng không kịp với bọn chúng đâu. Chúng ăn hết bèo cám thì sẽ qua tới cái bèo tay tượng, bèo tay chuột này thôi. Thì để em đi dài ra ngoài kia cho bà con thấy được cái cây mà em đang trồng với cái ao ruộng này. Thì đầu tiên là có bèo đó, bèo cám. Xong rồi tới bèo tay chuột, cái tượng hay là bờ tây đó, cũng mỗi nơi thì có một cái
cách gọi tiền riêng, thì nói chung là các lò bèo hết, chúng ta là bèo đấy. Thì phía dưới này là anh em cấy thêm rau nhút. Rau nhút thì đặc biệt có bèo nó mới phát triển được, mà có bèo cám nó phát triển được. Ở dưới những cái chỗ nào mà nuôi rau nhút thì thường có bèo cám lắm. Rau muống, cái thêm rau muống có thấy đẹp không, như một cánh đồng ăn cỏ xanh luôn ấy chứ, rất là đẹp. Đây là hàng mít này, đem trồng xong rồi. Bên đây thì một cái phơi mì. Thì ngoài kia thì có mấy cái hai cái hàng muống, có bông súng nữa, có cái bông súng đồng nha bà con, bông súng cơm đồng, nó bị ba cái bè này, nó bè cám này nó che luôn rồi, bít luôn rồi. Quá đẹp bà con, rất là đẹp. Thì trong tuần thứ chủ nhật này bên em sẽ xuống giống đợt một cho cái đồng ruộng này, thì sẽ xuống giống tầm 10 ký giống. Thì 10 ký đó thì nó sẽ dao động từ 40.000 cho tới 60.000 con. Thì đợt một này xong rồi em sẽ xuống khoảng 3 đợt, tổng 3 đợt là khoảng 150 đến 180.000 con. Thì mỗi một tháng em sẽ xuống một đợt. Kia là mấy dãy rau muống nó đang bò ra. Đây bông súng đâu con, súng. Đây bà con thấy lá không, nó bị bèo bít hết rồi. Súng cơm á, súng cơm đồng nha con, có rất là có giá trị đó. Bèo nhìn thăm cỏ luôn. Thì bèo này cứ thế là nó ăn thôi, thả xuống thì cứ còn chúng ăn là đủ để phát triển rồi. Trong bèo này có tới 40% protein đủ để cung cấp thức cái gọi là ăn xanh. Thì sẽ trong đây rộng quá thì em thấy không cho ăn cám đâu, cho nó ăn bèo thôi. Bèo với lá rau muống này mà phát ra thì nhiều. Đây thì ăn của tư quá trời, nó đặc hết rồi. Lát em vớt để đem cho ốc con ha. Bây giờ em đi được còn nửa đường nha bà con ha. Quay cho con nè, 200 mấy chục mét lận, nửa đường rồi. Bên kia là hai cái ao ấp của mẹ con nè, đang dưỡng. Đây, tiếp. Mùa này ít đẻ rồi, mùa này thì ốc ít đẻ thì cũng bà con cũng thông cảm. Nhiều bà con thì bên em cũng đặt giống, nhưng bên em sẽ hẹn lại từ đây tới cuối tháng thì bên em có người cặp cho em đặt full rồi. Thì thứ bảy nhật thần thì em sức thôi, với lại em cũng chừa giống lại để thả xuống cái cánh đồng này, nên cũng nhiều bà con đặt thì em cũng hẹn lại. Giống giờ hiếm rồi bà con, ngoài miền Bắc thì đã ngưng rồi, ở trong ngủ đông rồi, lạnh tới rồi. Thì còn miền Nam thì cũng lưa thưa. Em thì giống thì do con để lại thả xuống đây, với nhiều bà con cũng đặt thì đặt trước em cả tháng rồi, em cũng giải quyết từ từ cho những người đặt trước. Thì bà con đặt mới thì em cũng hẹn lại, thì nếu mà giờ bữa tới ngày xích mà người ta đặt trước người ta không lấy thì em sẽ liên hệ lại với bà con.
mà qua Tết nó nhiều. Nhiều bà con nó mua ốc bố mẹ. Cái mùa này nó ít đẻ rồi. Bảo Giang cũng ngưng sức ốc bố mẹ cho bà con. Nếu mà sức về cho bà con á thì con nuôi mà nó không đẻ thì bà con lại nói này nó nọ thì cũng tiền. Nên em ngưng sức. Rồi qua Tết thì em sức lại thì nó mới đẻ nhiều. Còn giờ ít đẻ rồi. Sức về nuôi mà con không đẻ, con lại nói này nói nọ nữa. Dòng uống con súng mèo con, con súng nó lên nhiều lắm. Rồi ốc bù vàng trứng nhóc hết trơn luôn. Chiều đi lụm nó mới được. Rồi xuống lụm trứng, dịch trứng đó. Ốc bù vàng thì nói chung là mình diệt nó được 80-90% là thành công rồi. Dễ gì mình diệt hết được nó, phải lụm thôi. Bên kia là cái đám rau dừa nha bà con. Rau dừa cơm. Rau dừa cơm. Rau dừa này ăn mắm thì thầy luôn á. Thì đây em trồng là có thể là bên kia là cái đám rau ngổ. Và bữa là sẽ đủ ra để được một nồi mắm, một lẩu mắm á. Một lẩu mắm. Và một cái nồi lẩu. Chung là đủ một nồi lẩu. Và bữa em sẽ phát triển thêm, nuôi thêm một số con đầu đồng, nuôi gùi lính đen để làm thức ăn cho những con tặc đó, cung cấp các cái nông sản sạch đồng. Mệt đang tới rồi nè, quay lại cho con coi nè. Ấy xa dịu dợi á, chưa mà đó, hết cung này thả cũng chết rồi. Nó tới đây tới cuối rồi này, tới cuối thì bèo lại thưa đi. Đấy, nói chung là nó đang ăn tới đây rồi đấy, nó ăn đây chừng hai ngày nữa là nó ăn kín hết cái gì. Thì con giống em sẽ thả từ đầu kia, ở đầu kia nó sẽ ăn dài tới đây. Chung là con ốc này nó ăn theo bèo. Bèo ở đâu nó đi tới đó nó ăn. Thì ngoài kia mà nó ăn hết thì trong đây cũng đỡ nhiều rồi. Thì trong kia em sẽ gầy lại. Gầy bèo này rất là dễ. Thì nó bèo tới đâu nó ăn tới đó thôi. Nói chung là đơn giản. Nuôi con vật không cần phải tốn thức ăn. Đấy. Nắng rồi, giờ này cũng 11 giờ, 1 mấy rồi. Tôi cũng mới đi xem cái giường cho ông anh thì mới về. Thì cũng anh cũng thấy giống cũng 1 tháng rồi, đi xem con giống như thế nào rồi có tư vấn thêm anh cho ảnh bổ sung thêm canxi cho nó vỏ nó chắc với ngựa cái bị mòn cái đít. Giờ mới quay cho bà con xem. Lát em cũng vớt mấy bè này đem vô cho mấy ốc con. Quá đã rồi con. Nó đẹp lắm. Rất là đẹp. Như một cái thảm cỏ xanh ấy chứ. Xanh chanh luôn. Quá trời bèo nè. Đây mà xuống giống thì ốc thì thôi nó mê. Cái này chừng ngày là nó ăn hết chắc cũng phải từ trong kia mà đổ ra chắc cũng khoảng 10 mét. 50.000 con nếu quất xuống ngày nó quất ra 10 mét đi. Ăn dữ lắm. Ăn gấp 3 trọng lượng của nó mà. Trứng ốc bù vàng. Thì cũng có nhiều bà con cũng liên hệ tham quan. Thì em có hẹn lịch thôi. Em cũng bận nhiều quá. Vừa tới thì không có ông anh ở đây thì
con xem chứ cũng hiếm người gặp được em. Chung là cũng cơm mình áo chạy tới chạy lui. Thôi cũng cảm ơn bà con đã xem video nha. Em cũng kết thúc video tại đây. Thì nếu mà bà con có thấy hay thì bà con nhớ nhấn nút đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các cái video mà bên em gửi đến bà con. Thì cũng bà con ở các cái video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.